Xin chào tới quý vị khán giả của Elman. Yes. Lần đầu tiên khi mà mình gặp thì mình chỉ muốn tới bắt chuyện với cả tất cả các anh em. Và mình đã làm được điều đấy ở ngay từ tập đầu và ngay lần đầu tiên mình gặp. Tại vì có những người mình quen biết họ trước, nhưng mà có những người mình chưa bao giờ mình tiếp xúc với họ. Và đó là một cái điều cực kỳ may mắn với mình, thì mình có thể được gặp và được trao đổi với họ. Thì mình đã làm đó, điều đó ngay từ tập đầu. Dẫn gia đình đi du lịch cũng hồi hộp, phấn chấn, cũng tò mò, không biết là lên sân khấu thì mình sẽ như thế nào, mình sẽ thể hiện nó ra làm sao. Những cái bước chân huyền thoại của mình nó sẽ dứt khoát như thế nào đó. Và mọi người tưởng Tú là ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi mà thấy Tú đứng ở trên sân khấu ca sĩ thì mọi người quên mất hình ảnh mình là một diễn viên luôn. Mọi người nói là bao giờ có đi hát thì gửi vé cho bố mẹ đi xem. Cảm ơn quý độc giả của Elman đã theo dõi buổi phỏng vấn của Tú ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.